Hôm nay mình sẽ cố gắng đạt được 1000 kill streak trong The Strongest Battleground. Như các bạn biết thì hôm bữa mình đã đạt gần được 100 cúp. Nên là hôm nay mình sẽ quyết định làm một cái điều điên rồ hơn nữa. Đó chính là 1000 kill streak. Và đương nhiên tin mình đi, trước giờ vẫn chưa có ai làm được điều này. Bởi vì khi mà các bạn có tầm khoảng 40 cúp là đã có nguyên server dưới quýnh các bạn rồi. Nhưng mà không sao, hiện tại mình đã vô server này. Oh, what the hell bro. What the hell bro. Rồi, Vidac vô đi em. Chúng ta sẽ có sự giúp đỡ của Vidac để đánh bại những thằng 17.000 kill. 10.000 kill. Em nghĩ tụi mình có thể làm được không vậy không? Em không chắc nữa, em có 100 kill thôi à. Thôi, không nản chí, let's go. Mình sẽ dí quýnh mấy thằng noob trước nha. Mục tiêu, ôi ôi ôi. Mục tiêu của chúng ta sẽ là những thằng noob trước. Yes sir, một mạng đầu tiên nè. Mày hả bởi, ui, combo vậy mà hụt. Giết nó, ơi, nó khó, chạy đi. Khó farm nữa hay không? Khó đâu, khó, phút chưa chứ, nản chí các bạn ơi. Mình sẽ dí quýnh mấy thằng noob, mình nói rồi. Chúng ta chỉ cần quýnh mấy thằng gà gà được. Đây. Mày đây. Chạy. Mua đá. Bãi nó chạy đi cu. À, các bạn thấy giờ hiện tại mình đang có 8.000 binh, hàng chi nãy giờ mình cảm giác nó lắc sao các bạn ơi. Ôi cứu mày đắt ngay. Má lắc vãi chỗ 1.000 binh. Hết cái kết thúc ở đây luôn á. Hey, cuối cùng mình đã trở lại ở đây. Không biết bằng cách nào thì hồi nãy đạt tới 1.000 binh luôn nha. Kỷ lục thế giới thiệt chứ. Ôi mấy này nói chuyện vậy nè. You could do down slam. À thằng này đang chỉ nhau chơi game. Vậy là thằng bay cạnh không biết chơi. Quất nó đi là anh. Ừ hay quá. Ôi, thằng này, mày ảo hả cu, dám quýnh crazy lên. Ảo vừa thôi bé. Mày cạnh cho. Ảo vừa thôi bé. Thằng này nó ảo, nó không biết ai mới là top 1, con gạch Battleground. Mày láo với thầy, chết đi cu. Mày láo với thầy. Combo liên tục luôn mà, con này combo sướng vãi chưởng. Ôi, đừng cho hết mạng. Thằng này double kill luôn rồi. Thằng bay cạnh nè, bay cạnh nè. Mày hả bay cạnh? Mày hả bay cạnh? Yes sir. Anh bị kết mạng hết trơn rồi ba. Thằng này mày ở cái mod. Mày. Ôi hay. Mày mod với tao mày. Yeah. Bro, chết đi. Má ơi. Cả đeo. Công nhận cái thử thách này hơi khó nha, nhưng mà không sao, mình có thể làm được mà. Mình nghĩ là chúng ta sẽ cần kế hoạch mới ngon hơn nha. Ơi thằng xấu trai này nó gì quýnh tao vậy? Đó chính là mình sẽ quýnh con dummy để lấy mod và giết toàn bộ server. Kha kha kha. Đây rồi, cuối cùng mình đã có mod. Let's go. Ui thằng này thích chết hả mày? Sao quýnh lên đây chứ lên. Mày cốt một mạng. Tao không quan tâm tụi mày sẽ làm gì hết, tao sẽ mod đây. Ui ngầu vậy. Anh biết nó gồng đúng rồi. À thằng này đòi kiếm anh nè phốt. Điên các mày. Mày vô đây. Rồi. Gồng xanh ngậm nước phun mì. Cú đâm một in. Nó chạy đi lên. Thằng này làm gì mày? Mày đòi chơi thầy hả cu? Mày chứ là cái thằng đầu bùi cái gách. Mày bá vô mình không? Đâu. Con Garu này phế lắm. Sao mà quýnh lại anh được? Gồng xanh ngậm nước phun mì. Chạy bàn tung cánh cho mì thêm khô. Ui nó bay dính trưởng luôn rồi. Ui yes, mình đã được 2 kill liên tục rồi các bạn ơi. Mày hay vậy. Để anh mày. À phối hợp ghê quá, phối hợp đó đỉnh á. Mày hả bưởi. Hay quá vì đất ơi. Ui nước dán. Đùng. Thằng này đâu có trình quýnh với anh đâu, cân 2 luôn cũng được nữa. Mày hả bưởi. Vậy chắc thằng này nó lụm anh quá. Hay đây em không để anh mắc mót đâu, chạy đi lên. Ui ghê vậy. Chống cậy hết cho em đó. Chết, chạy đi. Chạy gì, ai làm. Ui, what the fuck vậy đó. Em kêu chạy đi rồi mà. Thôi nhưng mà không sao, với trình độ của mình thì mấy kill này kiếm lại cũng đơn giản thôi mà. Bye bye. Để anh cao hết mạng cho. Easy. Giúp anh ăn mạng nè, lên được 7 mạng rồi. Kìa nữa, coi anh kia lại nữa kìa. Ây da. Này thì lại nói này bạn anh mà không tin. Thì ten hay sao á. Nhưng mà mình cảm thấy thì cách farm này khá là lâu nha các bạn. Kiểu như là farm cỡ nào thì nãy giờ mình chỉ mới được có 10 kill à. Nên là bây giờ mình sẽ chuyển sang một cách khác. Ơi thằng này là thằng nào vậy? Cái lùm mía mày. Quên nó sao cơm phong. Thì như các bạn thấy ở đây, mình đã kiếm được cái video hướng dẫn cách đạt được Infinity Kill Streak ở trong The Strongest Battleground. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy một cái gọi là Zombie Start và sau đó triệu hồi Zombie ra và sử dụng chiêu để giết nó. Dễ sơ, và các bạn thấy giờ chúng ta sẽ có được Kill Streak. Nên là bây giờ mình sẽ vô server VIP để làm thử nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt mấy cái block ra và sau đó thì chỉnh nó lại. Kéo xuống cái phần Gear Spawner nè. Cái này hình như là The Strongest Battleground mới cho vô thì phải. Và chỉnh thành Zombie Start.
Ok, mình sẽ chỉnh luôn ba cái cho nó lẹ nha. Và cuối cùng chúng ta chỉ cần chạm cho mấy cái cục này thì nó sẽ cho chúng ta những cái gậy triệu hồi zombie. Để mình thử triệu hồi mấy con zombie này ra xem sao nha. Ui nhiều vậy, quá nó phát nhiều vậy. What the hell? Ui, ôi, ôi Phúc, bro. Biến thành zombie rồi. Zombie nó ăn thịt với đất các bạn ơi. Ui mà đông vậy. Ơi khoan nha, để anh thử giết thử coi có lên kill streak không. Mày, phải 39 kill streak. Ủa, ở đâu có thằng da đen, zombie da đen ở đây nữa vậy? Tự nhiên đâu ra zombie da đen nữa các bạn ơi. Ê, chị hỏi phụ anh ơi với đất. Được các bạn ơi, được các bạn ơi. Cách này farm ngon hơn, ở sẽ bao thường nhiều. Let's go. 84 kill trong một cú nhảy nữa, đừng có chui vô đây mà phố. Anh đánh em một phát em chết rồi. Mình đã đạt được 100 kill streak chỉ trong vòng 5 giây thôi sao? What the hell? Nãy giờ mình farm sao mà thường, nó làm gì vậy? Yes, yes, đây chính là cảm giác thỏa mãn trong ngày hôm nay của mình. Mình đã đạt được 200 kill streak. What the hell? Đây là lần đầu tiên mình đạt được luôn á. Cảm giác mình bro. Ôi, mấy con zombie lại với nhau vậy? What the fuck? Coi mấy con zombie lại với nhau kìa. Không được, phải thủ tiêu mấy này mới được các bạn ơi. Trong video mình không có ai có thể shoot ngoại trừ Vi Đắc hết trơn nha. Hãy Phúc muốn solo thử cho anh không? Người chơi okay. Đời Song Gate Battleground mạnh nhất nè. Chắc em quýnh trước 3 chiêu á. Ủa nhưng mà sao quýnh được anh? Mày! Mày! Quýnh hồn thôi cũng chết nữa. Gà chứ à. Em đoán là sẽ lên 365. 322 kill rồi. À nhưng mà các bạn biết một điều đặc biệt là gì không? Ngoại trừ cái chiêu số 3 của con Shiryu này ra thì mấy cái chiêu khác sẽ không thể nào gây đam cho mấy zombie nha. Thậm chí đánh nó còn không trúng, đừng nói gây đam nè. Xem nè, what the fuck. Mình không biết tại sao lại vậy nữa, chắc là do game nó lỗi hay sao á. Lên 500 kill. Người đầu tiên trên thế giới đạt được 500 kill. Bảy trăm cúp rồi. Ok các bạn ơi, thì sao hồi farm miệt mài quýnh nhau cứ được cực khổ những người chơi khác thì mình đã lên được 900 cúp. À, chắc chắn là quýnh người chơi khác rồi đó nha. Nên là mình nghĩ đây chính là cái lượt cuối cùng rồi. Những con zombie này sẽ biến thành mình một... Ui chưa được 1000 cúp nữa. Quýnh kỹ kỹ nha, quýnh cho... Ui vừa chẳng 1000 đấy, 1 cúp luôn kìa. Hay vậy. Trời đỉnh vậy. Thật sự mình nói đây chính là lần đầu tiên mà mình đạt được số kill nhiều vậy luôn. Chắc là em cũng vậy chứ vậy. Lần đầu tiên thấy có người đạt 1000 kill đúng không? Lần đầu tiên trong đời em luôn á. Nhưng mà bằng cách này nó cũng đâu có hoài lắm đâu. Rồi nói chung cũng cảm ơn em đã giúp đỡ anh nha. Chạm tay cái nào. Ấy gì hả? Ủa? Mất luôn cái cúp rồi. Ủa ý là chạm tay mà không? No way. Mẹ cày thiệt chứ. Chạm tay mày mà tao mất hết 1000 mấy cái cúp của tao. No. Thì giết anh. Cho chờ. Mọi người biết anh mới là một con gà. Sao anh lướt không được ta? Giống em vừa hỏi mày đó. Giỏi vô đây. Giỏi lướt vô. Ui. Một chấm máu rồi không chết kìa. Vậy chết. Đừng có tưởng ăn anh được một mạng là thắng nha không? Đừng có tưởng ăn anh một mạng là thắng nha không? Để nhường em thôi. Nè, 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 gì nè. Vô, vô. Nãy giờ anh lại làm nhường mà nó tưởng thắng. Nè, con này mạnh vậy. Mạnh đâu mạnh, người dạ. Chơi nó pro em ơi. Người chơi nó pro, ủi gì vậy? Easy, let's go. Nó giết có một mạng à. Một mạng không phải chết à. Một mạng không phải là chết à. Ôi, pro, chiêu. Chiêu. Bật mod lên hoặc anh chết. À, rồng xanh ngậm nước phun mì. Đây rồi, đây rồi. Chiến bả vô rồi. Bả vô đây mà nước. Ủa sao nước chung vậy? Ui, đừng, đừng. Chạy lên. Ây da. Mày, ủa nó khó khục hết trơn vậy? Chạy. Gì hai thằng xài mod khục không chơi vậy? What the fuck bro. Hai thằng mình thật sự là biết chơi vậy ta. Cũng dễ luôn rồi. Cuối cùng người chiến thắng vẫn phải là anh Crazy lên thôi các bạn ơi. Mày hả bội? Mày hả bội? Chưa nha. Ủa sao còn sống vậy? Đây. Mày mẹ cái chiều đó lỗi. Easy. Ok nhưng mà không sao, cuối cùng mình đã hoàn thành được thử thách đạt được 1000 kill trong The Strongest Battleground. Nếu như các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye.